Đây là đôi hoành quạch của mình, hoành quạch vàng của mình nuôi ngày thứ sáu các bạn. Là mình hốt ổ được 6 ngày rồi, bữa nay nó biết lên cầu, biết tắm đắng rỉa lông rồi. Thì ăn uống tốt, hiện giờ là nó chỉ ăn cám thôi, ngoài cám không có gì hết. Mình không có đúc dế gì nữa hết, để cho sau này nó ăn cám dễ dàng hơn. Trước khi mình hốt ổ thì nó nằm trong ổ cũng được từng lễ nha các bạn, chứ không phải nói là 6 ngày mà nó được gì đâu, thì cũng 13 14 ngày rồi đó. Nữa không chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đang cho chim cặp quần quạch vàng của mình nó ăn, là hôm nay là ngày thứ bảy mình hốt ổ về các bạn. Thì nó nằm ổ cũng 7 ngày rồi, mình hốt về 7 ngày cũng 13 14 ngày rồi. Thì bắt đầu từ khi nó lên cầu là mình chỉ cho ăn cám pha loãng thôi, ngoài ra không có gì hết. Thì mấy bạn thấy nó phát triển như thế nào, rất là nhanh đúng không? Nó ăn là thấy dễ thương. Hôm nay nó đứng cao cầu, khỏe mạnh khỏe, mình rất là mừng. Và có cái mình rất là thích cái nét cái dễ thương của nó các bạn, cho nên mình nói chung nuôi những cái dòng này không có sang trọng gì hết, chủ yếu là để thỏa mãn đam mê. Và mình thích cái dòng chim này, nó mang cái tính dân dã các bạn, miền quê rồi mình nuôi nhá, dân ở thành thị có tiền rồi người ta không nuôi mấy con này. Nhưng mà mình thấy nó rất là dễ thương, chim mỗi loại chim nó có một cái nét đẹp riêng của nó. Muốn có được một con chim thuần, dù bất kỳ là chim gì cũng vậy, không phải là dễ các bạn. Mình thấy rất là dễ thương cho nên mình hay có làm mấy clip để chia sẻ với các bạn cùng đam mê á, để mình xem clip mình giải trí những lúc nhàn rỗi. Chứ ngoài ra mình cũng không có cái ý gọi là dạy ai cách nuôi hay gì hết, nhưng mà có cái mình rất là thích, đam mê là phải chịu thôi. Rất là cực khổ các bạn, nuôi chim nhỏ lên rất là cực, cho nên một số anh em đam mê nhưng người ta có điều kiện, người ta không có thời gian thì ta mua lại những con chim thuần sẵn nên về ta chơi để mất thời gian do công việc. Còn mình thì công việc cũng bận bịu lắm, nhưng mà mình thích thuần từ nhỏ, bắt ổ nuôi lên, chim gì cũng vậy. Đây là cái cặp quần quạch này thì nó có trống mái rõ ràng rồi các bạn. Để clip sau mình sẽ phân biệt trống mái cho các bạn, để một số bạn có kinh nghiệm nha. Tại vì mình cũng may mắn là có được một cặp để mình so sánh, để mình phân biệt ra những cái chỗ khác biệt giữa trống và mái thôi. Chứ cũng không có dám nói là cao nhân gì hết. Mong là anh em ủng hộ mình. Từ tuổi này trở lên này nó ăn rất là dữ nha anh em. Ăn nhiều lắm, ăn liên tục luôn. Mới đút cho ăn no rồi đi vô đi ra gặp mình là cho đòi, lập mình là đòi. Chắc có lẽ là clip sau là mình sẽ chuyển cho nó ăn cám khô. Chuyển cho nó ăn cám khô để tập nó mổ dần dần. Cám khô thì cực cái là phải bơm nước và ống tiêm để mình cho nó uống, bơm nước vô đây nè, mình đút nó uống. Còn mình cho ăn cám ướt, mình pha loãng như vậy thì mình đỡ cái công cho uống nước. Đúng không? Quần quạch vàng thì tiếng kêu của nó rất là khủng nha anh em, kêu lớn to mà kêu nhiều dữ lắm. Anh em nào muốn có tiếng chim kêu thì chỉ cần nuôi một hai em quần quạch vàng mà nuôi thuần từ nhỏ lên như mình nè, rồi sẽ nghe nó kêu tối ngày luôn, kêu tối ngày luôn, cái miệng nó dữ hơn quần quạch trắng luôn.
cỡ này là nó kêu quá bóp trời hết. Thôi no rồi. Tạm thời clip mình tới đây thôi nha anh em. Ngày mình sẽ làm những cái clip phát triển của mấy em nó sau. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc toàn thể anh em vui khỏe hạnh phúc. Tiếp nối những cái đam mê chơi chim ngày càng phát triển. Tạm biệt anh em. Chở gì là bay ầm ầm. Rất là dễ thương. Mê quá bởi vì cổ cực. Vợ con nó cự hoài cũng phải chịu thôi.